Vâng, trước mắt quý vị khách đang theo dõi video của kênh chúng tôi ngày hôm nay là cặp lục bình chất liệu gỗ xà cừ. Và đôi này thì bên cơ sở tiện theo lối trơn và hàng có chiều cao là 1m60, đường kính bụng 43. Vâng, và hàng vừa xong khâu mộc, tiện xong. Và hôm nay thì muốn gửi đến tất cả quý vị khách hàng cũng như là những ai đang xem video về chi tiết cặp này. Vâng, hàng trơn và vừa xong mộc. Vâng, đây. Và những đôi này thì bên cơ sở sẽ phun sơn BU theo yêu cầu, theo màu yêu cầu khách hàng cần phun. Vâng, và mọi chi tiết nếu quý vị khách hàng nào cần đặt mua hoặc có nhu cầu tư vấn có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc số điện thoại 0354318894 và địa chỉ của cơ sở tại Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Vâng, và cũng xin trả lại giá cho đôi có chiều cao 1m60, bụng 43 hàng trơn này, giá là bao gồm sơn BU hoàn thiện đẹp đẽ có giá là 11 triệu đồng. Vâng, 11 triệu đồng. Và bên cơ sở sẽ miễn phí vận chuyển 50 km đầu tiên xung quanh khu vực Hà Nội và có giao hàng toàn quốc miền Bắc, miền Trung cũng như miền Nam. Vâng, và giao tận nhà, và kèm theo những anh chị nào ở miền Trung, miền Nam thì sẽ mất thêm một ít phí. Vâng, để giao tận nhà. Vâng, và video thì cũng xin kết thúc nhé. Vâng, xin chào tất cả mọi người.